Rồi, trong lúc mà mình chờ đợi cái con nhái video clip lớp trước mình, hôm trước mình giới thiệu đó anh em. Con nhái Thái mà nhỏ ha, nhỏ 3,5 cm á. Mà chỉ một con chứ không phải là một cặp Amando gì nha, không phải là một cặp. Thì nó không có anh em. Mà bù lại thì mình dẫn về cái Amado tiếp nha, cũng 3,5 cm thôi. Nhưng mà hai con 200. Mình về cũng được chút đỉnh cho nên chẳng đây giới thiệu với anh em. Hôm trước mà mua không kịp đó thì có thể mình alo lại 0917161979 ha, để mình sở hữu. Đó, đây. Đó là cái thông báo ha, thông báo là cái con nhái lẻ mà giá rẻ, giá mềm mại đó, hàng Thái đó chưa có, mà hiện giờ thì vẫn là Amado thôi. Và thông báo thứ hai đó là cái cần ai lua mình cũng mới vừa về lại. Đây là cái lô đầu tiên của năm mới nha anh em. Năm rồi thì 20 thì hết rồi, 21 hết rồi, giờ đây là 22, mới đầu năm nay cũng được chút ỉnh, cho nên anh em tranh thủ ha, tại vì hàng sau Tết thì nó cũng hơi ít. Rồi thì đó là hai cái thông báo quan trọng. Rồi cái thứ ba mình ngồi nói chuyện chơi với anh em là mình là làm rất là nhiều cái video về cái con mồi hơi. Cái mục đích của mình đó là để cho những cái anh em mà mới sau khi xem qua những cái clip mà nào mà có liên quan tới mồi hơi thì mình cũng làm từng mảng, như là về cái chi tiết ra đời của nó, rồi cạnh tranh ra sao, nói chung là rất là nhiều cái thăng trầm của mồi hơi. Thì anh em xem, sau khi anh em xem dài cái video đó thôi thì anh em sẽ biết được cái con đó là giá cả như thế nào, rồi con nào là chuẩn mực nhất đó. Anh em chọn cái bụp mua mà không cần phải hỏi hỏi shop hay là hỏi ai hết, như là mình tự xem xung xuôi mình biết lượt luôn, rồi mình tự mình chọn con mồi hơi chơi luôn. Đó là cái những video đó mình cố tình làm để cho đạt được cái mục tiêu đó, là anh em xem qua là coi như tự chọn, chứ không cần mà lựa chọn chuẩn nha, chứ không phải là chọn lựa tầm ấy lựa chọn rất chuẩn và cũng không có gì gọi là xê dịch hết. Đó là một cái mục đích cuối cùng của mình muốn làm những cái dòng video về cái con nhái hơi. Rồi video này hôm nay thì mình thông báo cơ bản là vậy thôi, để anh em biết để mà liên hệ đặt hàng, tại vì trước Tết thì anh em hỏi cần ai lua ha, rất là nhiều. Và hiện nay cái cặp Amado này mình cũng bán tương đối là khá nghe anh em. Có hai em nhỏ là chạy mấy 20-30 cây số chạy lấy tới tiệm mà lấy cho bằng được cặp Amado trước Tết đó. Thì đó cũng là một cái niềm vui của mình ha. Rồi bye anh em.